Hà Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị trong khóa học tam hợp phái này. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về 120 phân kim. Thường thì 120 phân kim thì nó nằm ở trên cùng và một phân kim như thế này. À, ví dụ như một phân kim như thế này thì nó chỉ có 3 độ thôi. Đó. À. Và và nó tổng cộng hết là 120 phân kim Thì nhân cho 3 Thì nó sẽ đủ là 360 độ à, Là một cái vòng của nó là 360 độ Và nó phân ra mỗi cái phân kim như thế này à, Là 3 độ à. Rồi các vị nhìn đây Cái đầu tiên của tỵ là Mình tính từ trái sang phải Là ở đây nó là kỷ tỵ Rồi nó đến tăng tỵ, quý tỵ Rồi ắt tỵ, đinh tỵ, rồi kỷ tỵ đó à và nó tổng cộng hết là 10 cái nó tới đinh tỵ à, là hết rồi xong nó qua giáp ngọ à, giáp ngọ xong rồi nó đến nhâm ngọ là hết à, nhâm ngọ là hết rồi ở đây nó là ác mùi ác mùi rồi đinh mùi kỷ mùi ví dụ như là chúng ta nên nhớ là là thường á, thì giáp ác bính đinh mậu kỷ canh tăng nhâm quý nó sẽ theo thứ tự như thế nhưng ở đây thì có tri âm và tri dương cho nên nó là thiên can nó sẽ theo là thiên can âm và thiên can dương luôn. ví dụ như là tỵ là địa tri âm, cho nên là nó sẽ đi với cái thiên can chỉ thiên can âm thôi. thiên can âm thì nó sẽ đi là ất, à, đinh, kỷ, tăng và quý, à, là nó đi năm cái cái thiên can thiên can âm, à, thiên can âm, thiên can âm là À, đinh, kỷ, tăng, tăng quả và quý đó là gồm gồm năm cái cái âm và nó sẽ theo thứ tự là ắc đinh, kỷ, tăng và quý à, rồi còn nói về thiên can dương à, thiên can dương thì nó sẽ đi là giáp à, rồi bính rồi mậu mậu giờ đến canh canh giờ đến nhâm đó là nó sẽ theo thứ tự như thế này ví dụ như là ngọ thì là giáp ngọ này giáp ngọ này bính ngọ mậu ngọ canh ngọ và nhâm ngọ hả? À. và nó sẽ tiếp tục lại là thường thì một một cái như thế này là nó sẽ là 10 mười cái à, nó sẽ là mười cái thì nó sẽ tiếp tục như thế này giáp ngọ bính ngọ, mậu ngọ, canh ngọ, nhâm ngọ. khi nó đến, ví dụ như giáp ngọ, bính ngọ này, mậu ngọ này, canh ngọ, nhâm ngọ này, thì bắt đầu nó trở về lại là giáp ngọ, bính ngọ, mậu ngọ, canh ngọ và và nhâm ngọ. thì cái ô này là đúng nha, ô này là đúng này. nhưng mà cái thằng tỵ này là sai nè, thằng tỵ này là sai. tỵ thì nó nó là âm, hả? nhưng nó phải bắt đầu từ ắt à, nó phải bắt đầu từ ất chứ không phải là bắt đầu từ từ kỹ nha nó phải bắt đầu từ ắt ví dụ ở đây nó là ắt này ắt tỵ ắt tỵ rồi qua đinh tỵ đinh tỵ rồi qua tăng tỵ đinh tỵ rồi qua kỷ tỵ kỷ tỵ rồi qua tăng tăng rồi qua quý rồi à, tiếp tục thì cái chỗ này cái chỗ này này thằng đinh tỵ này này là sai nha vậy là từ bắt đầu từ chỗ tứ tỵ này này kỷ tỵ cho tới cái chữ đinh tỵ cuối cùng này nè là sai tại vì nó đi tới chữ quý tỵ thì mới đúng đi tới quý tỵ là hết thì nó mới đúng còn này là từ vậy là bắt đầu từ chỗ đây cho tới chỗ đây là là sai hả à, còn còn cái thình cái thình thì nó cũng sai luôn nha cái thình thì ở, ở đây là mão mão rồi qua thình thình á là cái này là tăng thình Ồ, ở đâu ra tăng thình vậy giò qua bính thìn. À. mình cho cái này là là giáp thìn mới đúng nha, giáp thìn. Giáp thìn, rồi bính, bính là mậu, mậu rồi canh, canh rồi nhâm Nhâm rồi rồi ở đây là sai nữa nè. Tăng làm gì mà thìn mà đi quý tăng. Đó, à. rồi bắt đầu bính, bính là mậu canh năm. Chúng ta đếm thử là nó bao nhiêu ô? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, khoảng là 10 ô. Đó, à. nhưng mà nó sai nha các quý, nó sai. À, cái dòng này nó sai nhìn vào là chúng ta đã biết là nó sai rồi nhìn vào cái chữ thình này là biết sai rồi tăng thình ở à, ở đây cũng là tăng tăng thình đáng lẽ cái này là giáp thình nha cái này là giáp thình nếu mà hai này là giáp thình là đúng này là cái bộ này nó sẽ sẽ đúng nó chỉ là ghi sai cái 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 chữ tăng và chữ giáp thôi ở đây là quý mão là đúng này mão thì nó đúng này hả à, nó kết thúc bằng bằng quý đó và nó sẽ và nó sẽ bắt đầu tự tự ắt và nó kết thúc tự từ quý này mão mão là hết này đó là quý mão này là hết này rồi qua qua giác thình đó bên này cũng thế đây là nó bắt đầu tự ắt này ắt mùi này đó giờ qua đinh mùi kỷ mùi tăng mùi quý mùi rồi giờ, trở giờ lại là ắt mùi đó là nó sẽ đi theo là hai bộ như thế một bộ là năm 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 ô và một bộ 5 ô nữa là là tổng là 10 ô ví dụ như ngọ ngọ thì 5 ô là một bộ à, đây từ giáp ngọ bính ngọ mậu ngọ canh ngọ đến năm ngọ là hết một bộ của nó là năm rồi qua giáp ngọ rồi đến năm ngọ một bộ nữa là năm cái nữa là là chẳng 10 cái à, thì mỗi địa chi nó sẽ tổng gồm 10 phân kim như thế và đây là hình của 120 phân kim mà tôi tải trên mạng về Thường tải trên mạng về á, thì một người tải lên đã sai Thì các người sao tải về để tải lên trang web của mình á, thì cũng sai theo luôn Đó. Nếu mà chúng ta không để ý là chúng ta sẽ 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 lầm lẫn là là cái này là đúng Nhưng mà thực chất là cái này là sai nha Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bảng của chúng ta Cái bảng này là trong khó học là cái bản này là cái bản của một cái la kinh mà do chính tay hạnh nhật tấn à, mướn người viết quẻ ra đó quẻ ra và và đã làm ra được cái la kinh hả à, thì cái này á, là là do hạnh nhật tấn biên soạn cho nên nó rất là đúng nha các vị nè các vị nhìn vào đây đây là giáp ngọ còn đây là ví dụ như đây là tỵ đi tỵ thì là bắt đầu từ ất tỵ này, hả? Còn ở đây á, là nó có giáp thìn còn hồi, hồi nãy á, là cái bản kia là cái chỗ giáp thình nó đều là tăng tăng thình, Đã. là thấy sai chưa? Chúng ta nói về từ tỵ này, tỵ, ất tỵ, đinh tỵ, kỷ tỵ, tăng tỵ, quý tỵ, qua ất tỵ, đó là nó kéo dài tới cái chỗ tứ tỵ này, hả? Rồi bắt đầu qua ngọ ngọ thì là thiên can dương, hả? thì nó sẽ bắt đầu từ giáp ngọ, rồi đến nhâm ngọ là một bộ rồi bắt đầu từ giáp ngọ cho đến nhâm ngọ nữa là một bộ nữa là hai bộ cộng lại là là mười mười phân kim đó còn cái ở đây đó là nó hơi bị sai xí nha tại vì cái này là ắt là đúng rồi nhưng mà ắt này là ắt mùi chứ không phải là là sủ nha hả là vậy là hàng nhật tấn đánh sai cái chỗ này thì lâu lâu chỉ có sai một hai điểm thôi các vị đó này là ắt mùi nè rồi đinh mùi kỹ mùi tăng mùi quý mùi này vừa ắt mùi lại nè đó và đến thân cũng thế là bắt đầu từ giáp thân này giờ bính thân mậu thân canh thân nhâm thân rồi qua giáp thân Thăng thân rồi xong rồi đến dậu này ở dậu là ác dậu các vị lưu ý nè nếu mà gặp gặp địa chi mà là âm à, xin nhắc lại nha địa chi là âm ý là dậu là âm này thì thiên can sẽ là âm Đó. và lưu ý nó nó sẽ bắt đầu từ ác À, nếu mà thiên can và địa chi là âm thì nó sẽ bắt đầu từ ất còn thiên can và địa chi là dương thì nó sẽ bắt đầu từ từ giáp à, nó sẽ bắt đầu từ giáp còn những cái la kinh hoặc là những cái hình quẻ ở trên mạng á là các vị nhìn vào là các vị sẽ thấy nó sai liền Đó à, là nó sẽ không chạy theo cái quy luật là là bắt đầu từ ất hoặc là bắt đầu từ giáp mà nó sẽ bắt đầu theo một cái chu kỳ của nó à, là cái chuyện đó là chuyện của mấy ông thầy ông cố tình ông giấu người cho nên ông quỷ sai đó. còn cái đúng là cái bắt đầu từ ắt và giáp nha các vị lưu ý cái điểm này và các quý vị nhìn vào đây ngay cái chỗ mà chúng ta nhìn đây ngay cái chỗ mà cái màu đỏ này đó là tốt là hành nhật tấn đã đánh màu sẵn cho cái vị là màu đỏ là tốt và màu đen là xấu nha Màu đen là xấu và màu đỏ là tốt này, à. Những cái ô nào mà màu đỏ là tốt. Tức là cái hướng nhà của chúng ta hoặc là hướng mộ của ông bà tổ tiên của chúng ta khi mà chọn á là chúng ta nên chọn vào những cái ô đỏ ưu tiên. Cái này là rất là quan trọng cho nên mình phải ưu tiên, ưu tiên vào những cái ô đỏ này. À. Vào cái phân kim đỏ thì nó mới tốt, còn phân kim đen á là chúng ta không nên cho hướng nhà hoặc hoặc là hướng mộ. Vào ngay cái phần kim đen nha Cái này là một bí viết Không phải là ai cũng cũng biết đâu nha các vị Chỉ có tham gia khóa học Thì Hạ Nhật Tấn mới chỉ điểm ra cho cho các vị thôi Và Cái đây là trên cái la kinh à, Trên la kinh nha Còn các vị nào mà không có la kinh á Không có la kinh hoặc không đủ tiền để mua la kinh Các vị có thể à, à, Mua cái Cái thước lập cực nha Thước lập cực Thì cái hình của cái thước lập cực nó cũng giống như thế này luôn Đó à nó cũng giống như cái bản vẽ này luôn thì cái thước lập cực thì nó chỉ có 250k thôi để các vị dùng cái thước lập cực để các vị học đỡ à, học đỡ rồi để để sử dụng đỡ còn khi nào có tiền thì các vị cứ thỉnh một cái la kinh này nha à, thỉnh một cái la kinh này thì chúng ta học nó dễ dàng hơn rồi và các vị phải biết cái cách mà tính ngũ hành nạp âm của từng từng cái cung vị này à, ngũ hành nạp âm ngũ hành nạp âm là gì ví dụ ví dụ là người Giáp Tý thì là mạng Kim hả à, mình gọi là Hải Trung Kim rồi đó đó là mạng Kim à, hoặc là à, Đinh Mão là Lư Trung Hỏ là hỏ hả à, và cách nhớ và cách tính ngũ hành là như thế này các vị lưu lại và viết ra giấy nha giáp này ắt này Bính Đinh màu kỹ canh tăng nhâm quý rồi các vị nên nhớ là hai thằng này là một rồi đó à, là số 1 bính đinh là số 2 mậu kỷ là số 3 canh tăng là số 4 và nhâm quý là số năm là nó bởi vì nó là có là mười thiên can thì chi ra từng cặp từng cặp thì nó sẽ có là nó sẽ có năm bộ à gọi là năm cặp rồi các vị nhớ cái năm cặp của thiên can nha rồi đến địa chi địa chi thì uh, tí tý sủ à tý sủ rồi dần mão, à, Thình Tị tỵ, à. đó là chỉ mình chỉ tính là ba bộ thôi, đó à. rồi còn cái bộ tiếp theo đó là nó sẽ trùng số, tức là à, chúng ta sẽ chia nó ra làm hai, chia ra làm hai, một bên là từ Tí cho tới tỵ, một bên là từ ngọ, à, ngọ cho tới hợi, ngọ mùi, à. rồi à, thăng Dậu rồi tức hợi đó thì cái bộ này này mình gọi là số 1 bộ này mình gọi số 2 gọi là, bộ này mình gọi số 3 đó là ví dụ như tí tí sủ hoặc là ngọ mùi đều là số 1 nha hoặc là dằn mão hay là thăng dậu đều là số 2 rồi thình tị hoặc là tức hợi đều là số số 3 đó khi mà cái quỷ mà xếp 12 địa chi trên lòng bàn tay á, cái quỷ phân nó ra làm làm hai, gọi là làm hai bộ. Đó, à, rồi cái quỷ cứ tính thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ví dụ như là, như là Bính Ngọ. À, bính Ngọ thì chúng ta phải biết ngũ hành nạp âm của nó là gì. Bính thì là à, giáp ắt là số 1, Bính đinh là số 2. À, số 2. Rồi Ngọ, Ngọ thì là số số 1, tại vì tí sử Ngọ Mùi là số số 1 thì là hai này cộng lại với nhau bằng 3. Mộc Kim Thủy Hỏa Thổ Chúng ta phải đọc như thế. Thường thì chúng ta thường hay đọc là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đọc là Mộc Kim là chỉ có hai này nó thay đổi thôi, hai thằng đầu thay đổi thôi, còn ba thằng sau không có thay đổi, không có thay đổi theo số số ký tự. Đó, chỉ có hàng đầu thôi. Thằng này là số 1 này, mộc là số 1, kim là số 2, rồi thủy là số 3, hỏ là số 4 và thổ là số 5. Đó. À, ở đây thì 2 cộng 3, tức là thiên can với địa chi nè cộng lại với nhau bằng 3. 3 thì là thủy, thì cái thằng bính ngọ này nó thuộc thủy. À, nó thuộc thủy các vị. Bây giờ chúng ta ví dụ thêm một cái là ắc sủ đi. Ắc sủ nó là ngũ hành nạp âm của nó là gì? Ắc thì là số 1, À, giáp ắt thì ắt là số 1 rồi sủ thì tí sủ cũng là số 1 1 cộng với 1 bằng bằng 2 ở đây mình đọc là mọc kim à, mọc kim rồi thủy quả thổ thì số 2 là là kim thì là kim nha à. giờ bây giờ chúng ta sẽ đi ví dụ cái thằng Đinh Mão để chúng ta xem thử nó có phải là họ hay không à. thì Đinh Mão Đinh thì giáp ắt là một Bính Đinh là hai đó. À, rồi. Mão thì à, tí sủ, tí sủ là 1, dần mão là 2, 2 với 2 là cộng với nhau là bằng 4. Rồi, chúng ta sẽ đọc là mộc kim. Thủy hỏa. Thủy hỏa. Họ hỏ thổ. Thì à, số này số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5 vậy là số 4 là họ nha đó à, thì đúng là đinh mão nó thuộc họ à, là cái cách mà chúng ta tính nạp âm cho từng cái ô của 120 phân kim như thế này rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về nếu mà mộ nếu mà mộ nha mộ cái hướng mộ có một cái mộ như thế này đó à, cái đầu đây tay gì rồi chân đây đó à đây là cái hướng cái hướng ví dụ người này là tuổi canh thân à ví dụ đi người này là tuổi canh thân đi à, người mắt á người mắt là tuổi canh thân à rồi chúng ta phải biết ngũ hành nạp âm của canh thân này là... chúng ta cần phải biết ngũ hành nạp âm của người mắt này là ngũ hành nạp âm gì rồi chúng ta sẽ tính là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tăng cánh tăng là số 4 à cánh tăng là số 4 rồi quá thăng thăng là thăng là thăng dậu là số số 2 à, vậy là 4 cộng 2 bằng bằng 6 nhưng mà ngũ hành thì chỉ có 5 thì cho nên mình lấy 6 trừ cho 5 bằng bằng 1 1 thì là là mộc à, 1 là mộc rồi chúng ta biết là người mắt này mẹ mẹ mộc rồi để đó là bây giờ chúng ta ví dụ là bính ngọ đi, hả, à, là cái hướng mộ là nó thuộc về bính ngọ đi. ngũ hành nạp âm của bính ngọ là gì? Bính giáp ắc bính đinh là số 2 Ngọ, ngọ là số 1 là cộng với nhau bằng ba, hả, à, là kim mộc, mộc kim thủy, vậy là ngũ hành nạp âm của của bính ngọ là là thủy, hả, à, là thủy mà ở đây là mộc, à, ở đây là người mắt là mộc là thủy xanh cho mộc à, thủy xanh cho mộc là là cực kỳ tốt à, cực kỳ tốt vậy là cái hướng mộ là tốt cho cái người người mắt à, là chúng ta chúng ta coi như thế lưu ý các vị ghi lại nha ghi lại cho đầy đủ là ngũ hành nạp âm ngũ hành nạp âm của phân kim, của phân kim, tức là 120 phân kim đó, của phân kim. Mà khắc. à, khắc ngũ hành nạp âm của người mắc. À, khắc ngũ hành nạp âm của người mắc là cực kỳ xấu. À, hoặc mà ngũ hành nạp âm của người mắc mà khắc ngũ hành nạp âm của phân kim cũng là xấu. À, nhưng mà là xấu thứ nhì, tức là khi mà bị khắc, tức là cái phân kim này khắc người mắc À, cái phân kim này khắc người mắt thì là xấu nhất, à, xấu nhất tức là người mắc bị cái phân kim nó nó xấu, tức là người mắc bị cái hướng nó có cái phân kim là khắc người mắc cho nên là cực xấu, mình ghi là cực xấu. còn người mắt mà khắc với cái phân kim hiện tại mà đang ở thì là là xấu thôi, à, là xấu, à, tức là nó sẽ nhẹ hơn cái thằng này. À. và một trường hợp nữa là khi mà ngũ hành nạp âm của người mắc lại sanh cho ngũ hành nạp âm của cái phân kim à, sanh cho phân kim à, thì là xấu vừa à, xấu vừa xấu vừa tức là là xấu ít là xấu cái thứ ba đó các quỷ lưu ý ba cái xấu này à, ba cái xấu này nha rồi và có hai cái tốt đó là đó là cùng hành à, cùng hành với nhau cùng hành với nhau là là tốt cùng hành với nhau là sao là ngũ hành nạp âm của người mắt trùng với ngũ hành nạp âm của của phân kim đó, à, tức là ví dụ như nạp âm của phân kim là thủy mà người mắt cũng là mạng thủy luôn đó, à, thì là là tốt à, gọi là cùng hành là tốt và còn một trường hợp cuối cùng đó là khi ngũ hành của phân kim Xanh cho ngũ hành nạp âm của người mắt tức là ngũ hành nạp âm của phân kim Xanh cho ngũ hành nạp âm của người mắt thì là tốt mình gọi là vượng à rồi các vị lưu ý sử dụng 120 phân kim này nha cái cái một phân kim này á, là nó cực kỳ quan trọng trong âm trạch à, cho nên các vị cần lưu ý điểm này